Và đây là những con người con trai trầm tính, ít nói khi mà thất bại trong chuyện tình yêu. Khi bước chân vào solo sẽ như thế nào? Nếu mà trong tình yêu nó không được như ý muốn thì mình có thể đè ra bắn những cái thằng này để chuộc giận cho bản thân của mình. Mệt rồi, thế là quá đủ mệt rồi, còn bao nhiêu đâu, ra đây tôi cần hết cho coi.